châu Âu cũng chấn thương mà, châu Âu chuyên nghiệp như thế, chuẩn bị như thế, đúng rồi. Chế độ dinh dưỡng y tế mọi thứ vẫn chấn thương mà, vẫn đứt dây chằng đầu gối mà, vẫn rách bắp mà. Để phân tích kỹ hơn ấy thì chúng ta phải gạch ra một cái số đầu dòng, ví dụ như sự quá tải anh bạn nói rồi, quá tải thì ai cũng nhìn thấy rõ đúng không ạ? Trước cái giai đoạn năm 2018 ấy, các cầu thủ Việt Nam chưa cầu thủ nào phải đá một cái mật độ dày như những gì mà Quang Hải, Văn Hậu hay Hùng Dũng hay Đức Huy hay một số cầu thủ phải đá, nghĩa là một năm phải đá đến gần 60 trận, chưa bao giờ. Hơn 60 trận. Hơn 60 trận, chưa bao giờ có cái mật độ dày như thế. Đúng không? Chúng ta hãy nhìn lại những cái giai đoạn trước kia. Những giai đoạn trước kia ok, cầu thủ trẻ thì thường là đá giải trẻ, chưa được đá V-League. Cầu thủ V-League thì tập trung đá V-League và đá đội tuyển, không lúc đấy cũng không ai để đủ tuổi mà đá, vừa đá trẻ vừa đá đội tuyển cả. Nhưng sau này bắt đầu chúng ta bắt đầu tham gia nhiều giải đấu hơn, chúng ta có nhiều thành tích hơn và đội tuyển của chúng ta đi sâu hơn. Lúc đấy, trước đây có khi chúng ta không được vào vòng chung kết. Bây giờ chúng ta vào vòng chung kết, chúng ta đá đến 6-7 trận, gần 10 trận với cái cường độ cao và cái lượng vận động kinh khủng. Thì đấy, thứ nhất là điều quá tải là một điều mà ai cũng phải nhìn thấy. Nhưng mà tôi phải nói ra như này, một cầu thủ hay, cầu thủ giỏi thì không thể nào mà huấn luyện viên người ta không dùng được đúng không ạ? Như Quang Hải chẳng hạn thì không thể nào mà anh ấy là không, trong điều kiện tốt mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm hay là ông Park Hang-seo không sử dụng được. Và cậu ấy phải thi đấu quá tải thì đôi khi cũng là một cái trách nhiệm của một ngôi sao mà thôi. Và bởi vì khi mà cậu ấy phải thi đấu nhiều như vậy thì những người xung quanh cậu ấy, cái bộ máy hỗ trợ cậu ấy thì phải làm việc nhiều hơn, phải có những biện pháp để cậu ấy có thể thích nghi hay là đáp ứng được yêu cầu vận động như vậy, đúng không anh Văn? Cái đấy thì tôi cũng nghĩ rất là đúng, nhưng mà theo như tôi đã theo dõi bóng đá ở nước ngoài rất là nhiều ấy, thì thường là những cầu thủ của đội tuyển quốc gia thì không bao giờ hoặc là rất là ít khi phải thi đấu cho đội tuyển trẻ, ví dụ như đội trẻ, ví dụ U20 hay là U23. Như là các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam, như là cái lứa của Thường Châu mà chúng ta thấy là các bạn ấy phải thi đấu ở hầu như tất cả các cấp đội tuyển, thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái là chúng ta cũng phải xem xét lại, bởi vì rằng cái độ dày của chúng ta là chưa đủ để có thể là để cho một cầu thủ như Quang Hải hay để cho một cầu thủ như Duy Mạnh hay là Đình Trọng có thể nghỉ ngơi, và chúng ta có những cái cầu thủ khác hoặc là cầu thủ trẻ khác có thể thay thế được, thì cái đấy chúng ta cũng phải xem tôi nghĩ thì tôi bổ sung thêm cái này, nó là một cái sự chưa hoàn toàn chuyên nghiệp ở Việt Nam. Chúng ta hình dung ra trước cái thế hệ của Quang Hải, của trước cái thế hệ của Thường Châu đi, các cầu thủ chưa sẵn sàng cho cái việc phải đá 60 trận một năm, họ chưa bao giờ họ làm cái điều đó cả, và họ chưa bao giờ đẩy cái giới hạn của mình lên cái mức giới hạn. Và khi mà chưa có được cái sự chuẩn bị đó và đẩy lên thì nó quá tải là đương nhiên. Cũng giống như chúng ta đang bình thường, chúng ta đang chạy sức bền với khoảng cách bình thường thôi, 7 cây, 8 cây. Đùng một cái chúng ta chạy lên 10 cây là chúng ta hụt hơi, chúng ta bị quá tải. Đó là một trường hợp như vậy. Vậy thì khi chúng ta đẩy lên với một cái mức giới hạn như vậy thì cái kèm theo là như thế nào? Chúng ta đang đá từ 40 trận, chúng ta đẩy lên 60 trận. Cơ thể chúng ta tự nhiên phải chịu một cái khối lượng vận động khủng khiếp đến như thế, thì hồi phục ra sao? Dinh dưỡng ra sao? Chăm sóc y tế ra sao thì nó lại không đi kèm.